được không ạ? Hiện tại thì các bạn đang đứng đây là để làm gì ạ? Theo văn công nhà trường, chúng tôi đứng đây để trực nhắc nhở các bạn sinh viên làm công tác nhắc nhở các bạn chấp hành theo đúng quy định. Cảm ơn bạn rất nhiều.